ăn đến lâu thông mũi mắt họng đến đấy ạ. Và khi mình không để sử dụng lâu dài hàng ngày cho cả nhà và người lớn trẻ nhỏ đều có thể sử dụng được các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho vào hộp. Mình là Quỳnh đây, chào mừng mọi người đến với YouTube của Quỳnh Lương. Nhớ like, đăng ký kênh để đón nhận những video hay và cực kỳ bổ ích về sức khỏe và làm đẹp tất cả mọi người nhé. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách có thể làm giảm những cơn ho tại nhà này, duy trì sức đề kháng của các bạn tốt hơn khi mùa đông giá rét tới. Chúng ta rất dễ bị cảm lạnh, cảm cúm và hắt hơi, sổ mũi này, ho này, đặc biệt là trẻ em và người già. Vậy không thể là cứ hơi ho một tí này, cố gắng ho một tí mà chúng ta có thể lấy mua kháng sinh này và có thể uống các loại thuốc đặc trị luôn, mà chúng ta nên sử dụng những bài thuốc từ dân gian này sẽ giúp hệ miễn dịch của chúng ta tốt hơn và đỡ hại hơn, vì uống nhiều kháng sinh rất là không tốt cho cơ thể. Vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mứt gừng tại nhà, sẽ giúp các bạn này làm ấm cơ thể và giảm những cơn ho nhé. Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị rất là đơn giản như sau. Thứ nhất không thể thiếu đó chính là gừng. Thứ hai đó là đường và một chút giấm. Mình sẽ chuẩn bị sẵn đây một chút nước để lát nữa mình sẽ sử dụng trong quá trình làm mứt gừng các bạn nhé. Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là chọn những củ gừng tươi và ngon. Chúng ta sẽ gọt sạch vỏ này, gọt sạch vỏ và rửa sạch các bạn nhé. Gọt sạch vỏ gừng. Chúng ta sẽ rửa sạch gừng và vớt ra cho ráo. Sau đó thái mỏng. Gừng chúng ta sẽ thái mỏng càng ngon các bạn nhé. Vậy là gừng mình đã thái lát xong. Bây giờ mình sẽ cân thử lượng gừng để tương ứng với lượng đường các bạn nhé. Ta cân đường cho nó chuẩn để không bị ngọt quá, không bị nhạt quá này. Lượng gừng của mình là 2 lạng 2 các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cân đường. Và tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cân đường. Với 2 lạng 2 gừng thì chúng ta sẽ cân khoảng 2 lạng rưỡi đường các bạn nhé. Tùy mà có người chan ngọt có người không, chúng ta sẽ cân 2 lạng rưỡi hoặc 3 lạng tùy ý, để cho đường hơi ngọt thì... để cho mứt gừng ngọt và để được lâu thì các bạn lấy 3 lạng cũng được ạ. 3 lạng 12 hơn một chút rồi, tôi không sao. Công đoạn chuẩn bị của mình đã xong và bây giờ chúng ta đến đoạn luộc gừng các bạn nhé. Gừng chúng ta sẽ cho vào nước và luộc trong khoảng 7 phút lần đầu tiên, và lần thứ hai chúng ta sẽ luộc 10 phút để cho mứt gừng và những lát gừng được đẹp mắt. Thì chúng ta sẽ cho một chút giấm hoặc một chút muối đều được các bạn nhé. Một chút giấm, muối và chanh đều được ạ. Ta sẽ đun trong vòng 7 phút để loại bỏ bớt độ cay của gừng. Sau 7 phút đun sôi gừng, chúng ta sẽ tắt bếp, chắt hết nước gừng của lần đun đầu tiên đi. Cho thêm nước và đun thêm 10 phút nữa. Mẻ thứ hai sau khi đun 10 phút mình sẽ tắt bếp. Vớt toàn bộ gừng đã luộc ra để tẩm với đường các bạn nhé.
Sau đó mình sẽ đổ toàn bộ đường mình đã cân trước vào này. Đảo đều. Và để trong khoảng 5 đến 6 tiếng cho số đường này tan hết và ngấm vào gừng. 30 phút chúng ta đảo lại một lần. Sau 5 tiếng cho gừng và đường đã ngấm vào nhau, bây giờ mình sẽ cho lên sao để thành mứt các bạn nhé. Đây là công đoạn cuối cùng rồi ạ. Mình sẽ múc hết sao và chúng ta sẽ lấy đũa để đảo đều nhé. Đây gọi là công đoạn sên của mứt gừng đấy ạ. Chúng ta sẽ đảo đến khi nước đường khô hết này. Và sau đó là đảo đều tay hơn. Tắt bếp và là đã hoàn thành mẻ mứt gừng nhé các bạn ơi. Mình sẽ đổ ra đĩa này để cho mứt gừng nguội. Sau đó chúng ta sẽ thưởng thức. Mứt gừng của mình đến đây đã được 80% rồi các bạn nhé. Mình sẽ đảo thêm một chút để cho đường nó khô hơn. Mình bảo quản sẽ được lâu hơn. Mứt sẽ ngon hơn rất nhiều. Thơm nước hết cả mũi. Mình sẽ đổ ra đĩa này để cho mứt gừng nguội. Sau đó chúng ta sẽ thưởng thức. Sau thời gian mình làm mứt gừng, bây giờ là thành quả của mình đạt được, đó là một đĩa mứt gừng thơm. Không biết là ngon hay không, bây giờ mình sẽ ăn thử các bạn nhé. Xin mời mọi người nào. Ăn đến lâu thông mũi mắt họng mình đấy ạ. Và khi mình không để sử dụng lâu dài, hàng ngày cho cả nhà và người lớn trẻ nhỏ đều có thể sử dụng được các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho vào hộp. Hộp cắt đi này. Mùa lạnh này khi có khách đến nhà mà bỏ mấy cái mứt gừng ra nhâm nhi là tuyệt vời lắm ạ. Và mình sẽ cho thêm một gói chống ẩm nhé. Gói chống ẩm này chúng ta có thể lấy từ gói bánh, gói kẹo đều rất là ok. Cho vào để giữ mứt gừng của chúng ta giòn và ngon hơn, để được lâu hơn. Vậy là video hướng dẫn làm mứt gừng chị Ho của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các tình yêu đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.